Ok, xin chào các bạn. Đúng ra thì hôm nay mình sẽ học về hậu âm 7 ha, nhưng mà do bữa trước lúc mà hậu âm thứ thì mình có bị gặp một chút vấn đề về cái kiến thức nhạc lý ấy. Và mình nghĩ là đối với những bạn mà tự học guitar giống như mình thì sẽ gặp rất là nhiều những cái thắc mắc trong quá trình tự học như thế này. Cho nên là mình làm cái video này và hy vọng là nó có thể giúp ích được cho các bạn ha. Vậy thì mình cùng nhau bắt đầu thôi. Bữa trước thì mình có học là hợp âm của dây nào thì mình sẽ đánh bát ở dây đấy. Thì ví dụ như hợp âm đô trưởng thì mình sẽ đánh bát ở dây đô. Dây số 5 của mình là la, si, đô, đúng không? Nhưng mà đến bài tiếp theo lúc mà mình học hợp âm thứ thì hợp âm đô thứ là đánh ở dây bát là dây số 4. Mà dây 4 thì lại là rê, mi, fa, son. Dây số 4 là dây son, vậy thì nó đâu có liên quan tới dây đô đúng cái. Thế là mình kiểu bị khớp ở chỗ này này. Mình đang không biết là tại sao là đánh ở dây số 4. Xong thế là mình mới lên mạng mình tìm hiểu. Thì nó mới ra cái bài là công thức cấu tạo âm chủ là 1-3-5. Công thức cấu tạo âm thứ là 1-3-5. Rồi 1-3-5 là bậc của âm dai. Các bạn cứ hiểu đơn giản nó là đánh số theo thứ tự từ âm chủ để chúng ta sẽ gọi vị trí của các nốt. Xong rồi mình lại kiểu vậy thì âm dai là gì, bậc là gì. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ chỉ tìm hiểu đơn giản là cấu tạo của hợp âm, nhưng mà mình sẽ tính theo cung ha. Tự vì khái niệm về cung mình có đề cập một lần rồi á, thì nó cũng sẽ đơn giản hơn. Vậy thì mình có cấu tạo của hợp âm tính theo cung ha. Đối với hợp âm trưởng thì là mình sẽ nốt gốc cộng nốt gốc thêm 2 cung, nốt gốc thêm 3,5 cung. Rồi hợp âm thứ là nốt gốc cộng nốt gốc thêm 1,5 cung, nốt gốc thêm 3,5 cung. Thì mình đọc cho biết thế thôi ha. Rồi mình sẽ vào ví dụ thực tế này. Mình sẽ bắt đầu với hợp âm đô trưởng ha. Mình sẽ viết các nốt ra: đô, rê, mi, fa, son, la, si và đô. Hợp âm trưởng mình sẽ có là nốt gốc cộng nốt gốc thêm 2 cung. Nốt gốc là âm chủ, là âm đầu tiên này. Thì cộng thêm 2 cung, từ đô lên rê là 1 cung, rê lên mi là 1 cung. Vậy thì mình đã có 2 cung đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ có là nốt gốc thêm 3,5 cung ha. Từ đô lên rê 1 cung, rê mi là 1 cung. Thì mình nốt lên cho nó dễ nhìn ha. 1 1. Rồi từ mi lên fa mình sẽ có là nửa cung này. Rồi từ fa lên son là 1 cung. Vậy thì mình đã có là 3,5 chưa ha? 1 2 2 rưỡi 3. Rồi, vậy thì mình sẽ có thêm nốt là nốt son. Vậy thì trong hợp âm đô trưởng của mình sẽ gồm 3 nốt, đó chính là đô, mi và son. Vậy thì tiếp theo mình sẽ nói luôn đến hợp âm đô thứ đi. Thì hợp âm đô thứ mình sẽ lấy là nốt gốc thêm 1,5 cung. Nốt gốc thêm 1,5 cung, đang từ đây là 2 cung rồi. Muốn nó thành 1,5 cung thì mình sẽ phải dáng nó xuống. Mình làm nốt mi dáng á, mình dáng nó xuống nửa cung ha. Thì là mình sẽ có mi dáng. Sau đấy là từ nốt gốc lên thêm 3,5 cung thì tương tự như trên kia thì nó sẽ là nốt son rồi. Vậy thì mình sẽ có hợp âm mi thứ chính là C và đô, mi dáng và son. Tiếp theo thì mình sẽ làm ví dụ về bên si thứ ha. Mình sẽ viết 8 cái nốt của nó ra. Rồi, âm chủ của mình là âm si. Thì hợp âm trưởng của mình sẽ là cộng thêm 2 cung. Từ si lên đô là 1/2 cung. Đô lên rê là 1 cung. Như vậy thì mình vẫn còn thiếu nửa cung đúng không? Vậy thì mình sẽ thăng cái nốt rê lên này. Mình thăng nó lên nửa cung. Rồi, tiếp theo là nốt gốc thêm 3,5 cung đúng không? Si lên đô là nửa cung. Từ đô lên rê là 1 cung. Từ rê lên mi là 1 cung. Từ mi lên fa là mình sẽ có 1,2 cung. Như vậy thì mình sẽ có hiện tại là 1 cung rưỡi, 2 cung rưỡi và 3 cung. Nhưng mà mình cần là 3,5 đúng không? Vậy thì mình sẽ lại thăng tiếp. Như vậy thì hợp âm si trưởng mình sẽ gồm có là si, rê thăng và fa thăng. À, tương tự như thế ha, thì mình sẽ làm luôn là si thứ. Thì vẫn là âm chủ là âm si. Từ si, từ nốt gốc mình thêm 1,5 cung. Từ đây lên đây là 1/2 này. Từ đây lên đây là 1 này. Như vậy là vừa đẹp đúng không? Vậy thì mình sẽ có là B và D. Rồi tiếp theo thì là mình cần 3,5 đúng không? Thì tương tự như ở trên, từ đây lên đây là 1/2, 1, 1, 1/2. Từ đây lên đây mới có 1/5 này, 1,5 này.
2,5, 3, và mình cũng phải thăng nó lên để cho nó được 4,5. Vậy thì mình sẽ có là si, re và fa thăng. Bây giờ thì mình đã có là si thứ là gồm có si, re và fa thăng đúng không? Fa thăng mình, nốt thăng mình cần bị viết thiếu cái này nhỉ, quen tay rồi Đấy. Thì thay vì nốt đầu tiên trong học âm thứ là nốt si nhá, thì mình hoàn toàn có thể đánh với thứ tự là như thế này. Hoặc là Đây là thế đảo của hợp âm. Thì cái này mình sẽ đọc là hợp âm si thứ và bát re. Hợp âm si thứ bát pha thăng. Mình sẽ ký hiệu như thế này ha. tương tự như thế thì với đô thứ mình hoàn toàn có thể đánh theo thứ tự là mi dáng, son, đô hoặc là son, đô, mi dáng. Đây sẽ là âm đô thứ, nhưng mà bát là mi dáng và hợp âm đô thứ bát là âm son. Như vậy thì hôm trước mình đang đánh đô thứ bát son. Phía dây số 4 của mình là dây son. Rê, mi, fa, cái dây bên cạnh nó chính là cái dây đô luôn ấy. Mình đang có là son, la, si, đô này. Dây này là dây đô này. Rồi dây tiếp theo của mình là dây si. Si, đô, rê, mi. Nhưng mà mi dáng đúng không? Xuống nửa cung. Đấy. Rồi đúng không? Đây đang là son này. Son, đô, mi dáng. Cuối cùng là dây son chắc chắn luôn. Mi, fa, son. Son, đô, mi dáng, son. Hợp âm đô thứ bắt đầu bằng nốt đô luôn. Thì mình sẽ có hợp âm chặn như thế này. Âm chặn mà mới bắt đầu học thì nó sẽ hơi khó, nên hôm đấy mình sẽ đánh như thế này. Đó cũng là lý do mà lúc mà các bạn sờ hợp âm trên mạng á, nó sẽ ra đủ các kiểu thế tay là như vậy. Tương tự như vậy thì bữa trước mình đang đánh hợp âm si thứ là bát pha thăng. Rồi dây tiếp theo của mình sẽ là dây si này. Đây là dây pha thăng ha. Dây bên cạnh là dây si. Son, la, si. Pha thăng, si. Rồi dây tiếp theo sẽ là dây re. Si, đô, re. Dây ngoài cùng sẽ là dây pha thăng. Mi, pha, thăng lên. Tương tự là si mà si thứ đánh với nốt si thì nó sẽ đánh như thế này. La, si. Vậy là tại sao đô thứ không đánh bát ở dây đô mình đã tạm thời giải quyết được trong bài hôm nay rồi ha. Nếu như các bạn đang tự học guitar và cũng gặp những cái khó khăn tương tự ấy, thì hãy để lại comment ở phía dưới, rồi chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết từ từ nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.